Học viện Monterey Bay là một trường trung học nội trú của đảo Chúa, nằm trên bờ biển Thái Bình Dương ở phía bắc Cali. Không những chương trình môn học đi kèm với sinh hoạt ngoài trời như học lặn dưới biển và lái máy bay hàng không mang lại cho học sinh những kinh nghiệm sống độc đáo, mà đời sống ở ký túc xá cũng giúp tạo một nhân cách và khả năng ứng biến xã hội, giúp ích nhiều cho một tương lai tốt đẹp và thành tựu. Được thành lập từ năm 1949, MBA vẫn luôn tiếp tục cung cấp một kinh nghiệm địa phương và toàn cầu trong một khuôn viên học nhỏ đường nhỏ có tính cách gia đình để học sinh theo đuổi việc học đạt kết quả xuất sắc. Chương trình đào tạo MBA đi xa hơn sách vở và lớp học. Đây là nơi kết hợp giữa biển và đất liền nhằm tạo cảm hứng và kinh nghiệm cho cả cuộc đời.